Bây giờ là 10 giờ 29 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Hưng tại vực trường Tam Đồng. Hôm nay chúng tôi có hoàn thiện và bàn giao cho anh một bộ sập thờ, giường ngủ, tủ áo và bàn phấn, một bộ bàn ghế và kệ tivi nữa. Tôi giao từ trước rồi. Đây là toàn cảnh không gian ngôi nhà anh đang hoàn thiện đây để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Rồi tôi sẽ vào bên trong quay sản phẩm chúng tôi đã bàn giao cho anh. Cái nhà 2 tầng ở bên tay trái đó phải ghế này chúng tôi đã hoàn thiện và bàn giao cách đây trước, cách đây vài tháng. Hôm nay anh mới chuyển về nhà mới. Cái ý là cái cửa sau cũng lọc đấy rồi ông tivi làm như thế có phải để các được không? Được ạ, được ạ. Vâng, ngoài mình để đồ trang trí thì ngoài được. Rồi. Bên trong này là phòng thờ đấy, chúng tôi vừa hoàn thiện cho anh đây. Chiếc sập thờ cũng mít chân 22. Chúng tôi vừa lắp đặt xong cho anh và bàn cúng. Trong này không gian hơi chặt nên tôi không quay được toàn cảnh, nhưng tôi sẽ quay góc nghiêng như này. Chân 12. Chạm tứ linh và một bộ ngai hạt và đài nến. Rồi. Để toàn cảnh rất sát thà đây. Dạ đục tứ linh ở trên này là có nghê trầu, cuốn thư, khao lan dầu. Toàn bộ 100% là chất liệu gỗ mít. Rồi tôi sẽ quay bên trong là chiếc giường nữa. Đây là bàn phấn và giường ngủ. Giường chữ hỉ. Cái này là để, cái này là nằm luôn hay đây là rác hay không? Vâng, nằm luôn, mình thích mình giải đệm cũng được ạ. Vâng. Rồi. Trên hình làm mẹ của anh. Vâng vâng. Rồi, rất cảm ơn anh đã ủng hộ và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúc anh và gia đình là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị để đón một mùa xuân mới, Tết Nguyên Đán 2019. Rồi, mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 51086 hoặc truy cập vào website đồgỗ tùng tám.com. Rất cảm ơn anh và gia đình. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.